Bài học tiếp theo, pha chế công thức Margarita. Thì công thức Margarita thì gồm có tequila 1 ounce, còn chô 1/2 ao, nước chanh 1/2 ao, nước đường 1/4 ao, viên công thức Margarita thì phải viên muối miệng ly. Thì hình thức viên muối miệng ly là như thế nào? Thì chúng ta sẽ lấy một miếng chanh, tha đều cái miệng ly. Thì chúng ta làm hai vòng thôi nha các bạn, tha đều cái miệng ly. Thế chúng ta xoay ngược lại một lần nữa. Rồi sau đó mình chấm vào một dĩa muối. Chấm xong mình xoay ly một cái cho nó đều, muối dính đều miệng ly. Sau đó xong thì mình lấy tay mình búng cho muối rớt ra ngoài. Các bạn nên nhớ là mình dùng muối tinh luyện nha. Rồi sau đó mình cho một cục đá. Rồi mình sẽ đậy lại bó tông, lắc đều mạnh lên. Khi các bạn nhìn thấy bên trong sản phẩm trộn đều đục là đã xong sản phẩm. Luôn luôn nhớ cho giữ cho lạnh tay. Rồi mình chế sản phẩm gia ly. Rồi các bạn, sau khi chế sản phẩm gia ly thì mình có thể cho một hai viên đá vô nhìn cho nó đẹp. Rồi sau đó mình sẽ trang trí một lát chanh. Bài học tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học ngày hôm sau.